Thông tin từ cơ quan công an cho biết qua xác minh ban đầu, tài xế Khổng Văn Tuấn sinh năm 1980 điều khiển ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, có nồng độ cồn ở mức 1,351mg trên 1 lít khí thở. Tài xế có giấy phép lái xe hạng B1, ô tô còn hạn kiểm định. Quân nhân gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Gia Lai vi phạm nồng độ cồn mức khủng. Vì sao quán cà phê hẹn hò dùng gương một chiều ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ bị phạt hành chính? tai nạn liên hoàn giữa ngã ba đường khoảnh khắc 5 giây minh oan giúp tại xế ô tô. Người tu tập thích minh tuệ nên tạm ẩn tu để an toàn cho người khác. Quân nhân gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Gia Lai vi phạm nồng độ cồn mức khủng. Chiều ngày 2 tháng 6, nguồn tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết Tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Gia Lai qua kiểm tra phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức khủng. Thông tin từ cơ quan công an cho biết qua xác minh ban đầu tài xế Khổng Văn Tuấn sinh năm 1980 điều khiển ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, có nồng độ cồn ở mức 1,351 mg trên 1 lít khí thở. Tài xế có giấy phép lái xe hạng B1, ô tô còn hạn kiểm định. Qua kiểm tra thông tin ban đầu, tài xế Tuấn cung cấp một thẻ quân nhân cấp úy do đơn vị quân đội binh đoàn 16 cấp nhưng đã hết hạn. Xác minh sâu hơn, tài xế này khai nhận đeo quân hàm trung tá, trợ lý cán bộ công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Đắc Đoa, Gia Lai. Trong diễn biến liên quan, chị Trần Thị Thanh Hằng sinh năm 1989 sau khi bị tai nạn được người nhà đưa đến Bệnh viện Hùng Vương, Gia Lai, thành phố Pleiku với vết thương nhẹ. Chị Y Hằng có giấy phép lái xe mô tô, có đội mũ bảo hiểm không vi phạm nồng độ cồn, không dương tính ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế ô tô điều khiển phương tiện trong tình trạng đã uống rượu bia trao đổi với báo chí đại tá lê kim giàu chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai xác nhận trường hợp ông khổng văn tuấn liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên là người của đơn vị công tác tại bộ chỉ huy quân sự huyện đắc đoa ông tuấn đúng là người của đơn vị quan điểm của đơn vị là quân nhân vi phạm sẽ căn cứ theo quy định xử lý kỷ luật nghiêm đại tá giàu khẳng định Trước đó, báo giao thông đưa tin khoảng 18 giờ 30 phút tối 1 tháng 6, tại km 141 quốc lộ 19, đoạn qua thôn Hà Long 1, xã Ca Đang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô và mô tô khiến một phụ nữ bị thương. Tài xế ô tô sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát đã truy đuổi và phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Vì sao quán cà phê hẹn hò dùng gương một chiều ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ bị phạt hành chính? Chiều mùng 2 tháng 6, quán cà phê hẹn hò giấu mặt trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Theo thông tin cho hay, liên quan đến sự việc, một quán cà phê hẹn hò giấu mặt trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 gây bức xúc trên mạng xã hội những ngày qua. Vì nghi vấn hoạt động trá hình có nhiều điểm bất thường. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành Nguyễn Thị Quỳnh Triều cho hay, phường đã tiến hành kiểm tra quán cà phê này và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tuy nhiên để nói về góc độ những hành vi mà mạng xã hội lan truyền vừa qua thì phía phường bến thành chưa có cơ sở do đó bước đầu chỉ thực hiện lập biên bản đối với các hành vi liên quan đến người lao động cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm bà triều nói theo bà những thông tin có liên quan đến quán cà phê này phương sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý trong thời gian tới cũng liên quan đến sự việc báo sài gòn giải phóng thông tin trong thời điểm công an phường Bến Thành phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra quán cà phê vào ngày 2 tháng 6, quán không có khách, chỉ có người đại diện pháp luật là chị Danh, sinh năm 2003, một người nước ngoài và ba nhân viên của quán. Trước đó, trên nhiều tài khoản mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung e ngại hoạt động của quán trên đang có biểu hiện xâm phạm và gây hại đến nữ giới, là bình phong cho các hoạt động môi giới mại dâm và mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc. Cụ thể các bài đăng cho rằng quan đã sử dụng kính một chiều, bên nữ nhìn vào là đang soi gương nhưng bên nam hoàn toàn có thể nhìn thấy bên nữ, đặc biệt ghế bên nam được bố trí thấp hơn hẳn và tầm nhìn đặt đúng vào phần dưới các bạn nữ ngồi phía bên kia. Hãy nghĩ đến việc các bạn nữ thoải mái tự nhiên hành động mà không biết rằng chỉ cần mình hớ hành một chút là sẽ bị nhìn thấy hết vùng nhạy cảm, bài viết nêu. Tai nạn liên hoàn giữa ngã ba đường khoảnh khắc 5 giây minh oan giúp tài xế ô tô. Vụ tai nạn được nhắc đến xảy ra tại một ngã ba đường thuộc địa phận thị trấn Tà Lùng, Cao Bằng vào khoảng 11 giờ 35 phút trưa ngày 1 tháng 6 vừa qua. Nhìn vào hiện trường vụ tai nạn, số đông không khỏi bán tín bán nghi, cho rằng tài xế ô tô là nguyên nhân gây ra sự việc. Thế nhưng đoạn camera hành trình giữa đây đã phần nào làm sáng tỏ nguyên nhân minh oan giúp tài xế ô tô. Cụ thể, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên đường vắng các phương tiện qua lại khi ô tô di chuyển tới ngã ba đường thì có hai xe máy chạy với tốc độ rất cao bám cua rẽ phải do không kiểm soát được tốc độ hai phương tiện này đã đâm liên tiếp vào xe máy lưu thông hướng ngược lại vụ va chạm rất mạnh khiến những thanh niên trên xe máy nằm bất động giữa đường theo thông tin mới cập nhật thì những người này đều không gặp phải chấn thương quá nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng Hiện tình huống giao thông này đang được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn và thu hút sự quan tâm bình luận từ phía người xem. Người tu tập thích minh tuệ nên tạm ẩn tu để an toàn cho người khác. Hiện tượng ông Minh Tuệ, một người học tập theo Đức Thế Tôn, đi bộ xuyên Việt, thực hành mới bác hạnh đầu đà đang khiến dư luận dậy sóng. Trước đó Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ nam ra bắc rồi quay lại, thiếu vắng các YouTuber, TikToker, Facebooker nên các chuyến chân trần xuyên Việt của ông trước đây không gây ra sự ồn ào nào. Lần này chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp: "Nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không xua đuổi ai cả." Trong diễn biến mới nhất, Ông Minh Tuệ đã khuyên người dân vây quanh mình, về nhà, tạo không gian cho ông tụ tập. Đưa ra quan điểm xung quanh hiện tượng thích Minh Tuệ, nhà báo Nguyễn Đức Hiền cho rằng, tôi nghĩ sư Minh Tuệ nói đúng, mọi người nên ai về nhà nấy, sư không cần và không muốn đám đông gây phiền hà cho tình hình an ninh trật tự. Dẫu rằng đa phần mọi người tụ tập vì yêu mến ông. Theo ông Hiền, một đoàn người đông khủng khiếp đi dọc quốc lộ sẽ thành một cuộc biểu dương lực lượng và ít hay nhiều cũng cản trở giao thông. Về đời như thế là không tốt, bản thân ông minh tuệ cũng đã thấy đã nói giác ngộ là một quá trình tôi nghĩ trong đoàn này khó có ai đồng hành cùng sư minh tuệ đến cuối đoạn đường thậm chí khó có ai đồng hành được quá 3 tháng ông hiển bày tỏ nhận định về sự ảnh hưởng của hiệu ứng thích minh tuệ nhà báo nguyễn đức hiển cho rằng nếu không thể ngăn được đám đông theo mình ông tuệ nên ẩn tu một thời gian xưa nay chưa thấy chuyện ai đó dù vô tình hay cố ý tạo ra một đám đông quanh mình mà tránh được chuyện phiền phức nhẹ thì những điều bất như ý. Chẳng hạn một người tử vong vừa rồi, ông ấy sẽ không tử vong nếu không đi theo sư tuệ mà không lường trước được sức mình. Ông Hiển phân tích. Xe máy chui gầm ô tô dừng đèn đỏ, hai thanh niên thương vong. Tối ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ xe máy va chạm đuôi ô tô đang dừng đèn đỏ, làm hai người thương vong. Tai nạn xảy ra trên đường DT 747B, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, lúc 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Khi đó, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy trên đường DT 747B theo hướng từ thành phố Tân Uyên đi thành phố Thuận An. Khi đến giao lộ với đường Võ Thị Sáu thì va chạm vào đuôi một xe ô tô 7 chỗ đang dừng đèn đỏ. Cú tông mạnh làm một người chết tại chỗ, người còn lại bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy và thi thể nạn nhân nằm dưới gầm sau xe ô tô. Hiện trường xảy ra trong làng ô tô. Nhận tin báo, công an thành phố Tân Uyên có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Ảnh hưởng vụ việc khiến giao thông trên đường DT 747B ủng tắc kéo dài. Người nhà cho hay hai nạn nhân đã có nhậu. Người tử vong Tinh Long, 23 tuổi. Tới 18 giờ 30 phút, hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong. bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày